Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là khoảng 6 giờ chiều của ngày 22 tháng 8 năm 2020. Và tôi lại ngồi đây cập nhật với các bác rất là nhiều tin tức. Như các bác đã nhìn thấy thì cái background đằng sau của tôi ấy, thì là một cái background đó khác với thường lệ, có đúng không ạ? Bởi vì tôi đang ở cách cái nơi mà tôi thường làm video clip cho các bác ấy, cỡ khoảng 300 km. Và hôm nay là cái ngày nó rất là đặc biệt để tôi có thể có nhiều cái câu chuyện để kể cho các bác nghe. Thứ nhất, trong mấy ngày gần đây thì các bác mới thấy được rằng là nổi lên mấy cái vụ như sau. Thứ nhất là việc mà ông Nguyễn Đức Chung bị bắt và liên quan đến bị đình chỉ công tác. Và sau đó là ông Võ Tiến Hùng thì đã bị bắt. Cộng với cả nữa, qua những cái phân tích của tôi thì các bác mới thấy được rằng là có sự liên quan của một cái nhân vật khác, đó là ông Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng. Mấy tờ báo gần đây mà trong ngày hôm nay ấy, thì những cái tờ Tuổi Trẻ hay là Thanh Niên thì đều nêu những cái chi tiết về cái việc mà mua cái hóa chất gọi là redoxy 3C ấy, mà con ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh gọi là sáng lập ra công ty đấy, để làm rõ chi tiết các vấn đề liên quan. Thì rõ ràng là cái việc mà liên kết với cả là của cái mối liên quan của ông Đức Chung và ông Nguyễn Đức Hạnh là con của ông Chung với cái việc mà sử dụng hóa chất của Hà Nội là cái việc là không thể bàn cãi được rồi, có đúng không ạ? Thế thì thông qua cái câu chuyện gọi là redoxy 3C ấy, thì các bác mới thấy được rằng là liên quan cả chuyên gia Nhật, rồi rằng là cái việc mà trắng trợn xả nước Hồ Tây sang để mà làm hỏng cái kết quả mà gọi là khi chuyên gia Nhật đang gọi là thí nghiệm những cái phương pháp khác để mà có thể làm sạch nước với chi phí ưu đãi hơn và an toàn đến môi trường hơn, và thông qua cái phương pháp vi sinh vật. Thế thì báo cáo với các bác rằng đấy là một cái vấn đề mà mọi người thấy rằng là cái sự trắng trợn của viên phía của quan chức rồi là mọi người khác, có gọi là cái đạo đức nó không có đúng không ạ? Thì hôm nay cái video của tôi nói về vấn đề đạo đức. Về một vấn đề đạo đức nữa liên quan đến cái việc rằng là ở Bắc Ninh có một cái anh gọi là quan đứng hiền thiện, thay vì cái việc mà chấp nhận những cái gọi là phản biện và những cái gọi là góp ý của khách hàng để mà cải thiện cái dịch vụ của mình, thì anh ấy lại bằng một cái biện pháp khác là anh ấy bắt cái cô gái gọi là đưa những thông tin đấy lên mạng, quỳ xuống và gọi là xóa hết cả clip đi. Thì các bác đã thấy được rằng ngay cả trong vấn đề làm ăn nó cũng sẽ liên quan vấn đề đạo đức. Nhưng mà liên quan nóng hơn một chút nữa ấy, thì là cái việc mà có một cô gái, đúng không ạ? Thì cô đấy gọi là bằng một cách nào đó tôi không rõ lắm, thế nhưng mà cái đứa trẻ phát hiện ra ở giữa khe hẹp của hai cái nhà thì khả năng cao là bị ném xuống. Một đứa trẻ mới sơ sinh còn chưa cắt dây rốn mà lại bị đối xử một cách nó phũ phàng như vậy, thì mới thấy được rằng là cái tâm lý của người mẹ như thế nào, một cái người đẻ ra một đứa con là như thế nào. Mà từ đấy người ta đặt ra rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến đạo đức, cũng liên quan đến câu chuyện mà người mẹ vứt con mình xuống như thế. Thì nó lại liên quan đến một câu chuyện nữa là bên gọi là bên cảnh sát, đúng không ạ? Gọi là tranh công một chút nữa. Thì cái tranh công này nó không lạ, bởi vì là tôi chỉ nhìn cái hình ảnh mà các anh chiến sĩ ôm cái đứa bé đấy để chụp ảnh, thì rõ ràng đằng sau của họ nó không phải là cái ngôi nhà đổ nát, không phải là một cái gọi là trên băng xe cứu thương, mà đó là bệnh viện. Có nghĩa rằng là cái đứa bé đấy đã được cứu và đã được đưa đến bệnh viện rồi, và cái nhiệm vụ của các anh đấy là chỉ có chụp ảnh không thôi. Và sau này thì cái việc mà các bác thấy rằng là họ thưởng nóng rồi họ khen thưởng rồi rằng là cái việc mà họ tranh công gì đấy, cho nên khi một cái người mà trực tiếp, một cái anh thanh niên trực tiếp bảo rằng là chính tôi mới là người phá tường, thì lúc đấy mọi việc mới vỡ lở ra. Và cuối cùng là hóa ra họ đến muộn, và cái việc mà họ cứu đứa bé chỉ là cái việc gọi sự đã rồi thôi. Đấy. Cái sự đã rồi thì không sao cả, bởi vì có thể là đến muộn hay đến chậm. Thế tuy nhiên rằng cái việc chụp ảnh với việc đưa lên fanpage rồi là cái việc như thế, thì nó làm rất xấu đi cái hình ảnh của cái người gọi là đạo đức, đúng không ạ? Thế thì có một cái nữa liên quan đến đạo đức của cộng đồng mạng nữa. Thì cái người mẹ đấy thì cũng là việc đã rồi, đúng không? Họ đã ném xuống rồi, họ đã chịu trách nhiệm rồi, họ đã hoảng loạn rồi. Nhưng cái tâm lý lúc đó như thế nào đó thì tôi chưa biết. Nhưng việc một số người là dùng cái hình ảnh của cô gái đó và lan truyền trên mạng, thì tôi cho rằng đấy là cái việc mà cũng không tử tế của cả một cái cộng đồng. Và mọi người comment, mọi người rủa xả, mọi người tất cả mọi thứ, thì nói rằng cộng đồng mạng cũng có một cái đạo đức nó cũng tương tự. Thế thì tự chung lại ấy, thì chúng ta thấy được rằng là cái vấn đề đạo đức của toàn cái bộ cái xã hội này, từ trên xuống dưới, từ gọi là cụ thể, từ cơ quan chính quyền rồi tất cả mọi thứ, nó đang bị xuống cấp rất là trầm trọng. Và từ đấy là chúng ta có một cái tâm lý nó rất là bi quan đấy. Nó rất là bi quan, và chúng ta nhìn nhận một cái xã hội một cách rất là tiêu cực, từ quan chức cấp cao nhất hay cho đến quan chức cấp trung bình, cho đến cái việc mà những cái cơ quan nghĩa vụ họ phải làm,
thì họ lại được khen thưởng một cách gọi là không chính đáng, một cách gọi là không rõ ràng, một cách rất là mù mờ và không minh bạch. Thì có được đặt câu hỏi đó không? Thì tôi nghĩ rằng là có. Thì ở đây tôi lại xin phép kể cho các bác nghe một cái câu chuyện của ngày hôm nay mà tôi đã nói lúc đầu á. Thì trong ngày hôm nay thì là tôi đi 300 km và tôi gọi là đến thăm người bạn của tôi. Thì trên cái quãng đường đó thì là rất là nhiều những cái trên cao tốc ấy, thì có rất là nhiều những cái camera giám sát. Và cái việc camera giám sát là cái việc mà rất là đương nhiên. Và tôi cho rằng cái việc đấy là việc cần thiết, bởi vì nó sẽ giúp để giảm thiểu an toàn giao thông, giảm thiểu an toàn giao thông, rồi làm cho mọi người là khi lái xe nó phải thật là bình tĩnh hơn. Thế tuy nhiên ấy, là khi tôi đi đến cái đoạn gọi là đến cái trạm dừng thu phí cuối cùng, thì là có anh cảnh sát, anh ấy giữ tôi lại. Giữ tôi lại thì tôi mới hỏi rằng là tôi đi đúng hoàn toàn đúng tốc độ. Bởi vì rằng là cái xe của tôi đằng sau này nó có cái chức năng là giới hạn tốc độ, và tôi không bao giờ có thể vượt quá được cái tốc độ cho phép cả. Vì khi tôi đã cài đặt thì cái việc đó là việc rất là bình thường. Thế tuy nhiên là anh ấy bảo tôi rằng là không phải, mà là anh đi sai làn đường. Thì hóa ra là có một cái nó rất là nhỏ nhỏ thôi. Khi tôi vượt một xe khác thì là cái bánh xe, vì quãng đường đấy khi nó bị thu hẹp lại thì bánh xe nó có liếm qua một cái vạch kẻ đường, và cái vạch kẻ đường đấy là vạch liền. Thì đương nhiên rằng là tôi bị phạt, và tôi cũng rất vui vẻ nộp phạt. Tuy nhiên rằng là anh ấy bảo rằng là chúng tôi ở đây có 200-300 nghìn gì đấy. Đấy, có 7-8 người gì đấy. Và để đỡ mất thời gian thì anh bạn của tôi là rút tiền ra và đưa cho anh đấy. Và cuối cùng họ nhận. Đấy là một anh cảnh sát giao thông của một cái tỉnh đấy, của một đội cảnh sát giao thông, chứ không chỉ là một anh cảnh sát giao thông. Thì báo cáo các bác là như thế. Thế tuy nhiên ấy, cái chỗ tôi ngồi ở đây này, chỗ tôi ngồi ở đây này, đây là một cái cửa hàng điện thoại rất là nhỏ, sửa ở trong ngõ khuất của một người bạn của tôi. Thế thì bố của người bạn này là một đại tá công an, đã nghỉ hưu rồi. Thì các bác nhớ lại những cái năm, những cái bài phân tích của tôi là những năm 2005, 2010 đến 16, nếu khoảng 10 năm đấy, thì các bác mới thấy được rằng là cái ngành đấy nó rất là hot. Để vào được trong cái ngành đấy thì nếu mà người ngoài thì sẽ mất rất là nhiều tiền, sẽ mất rất là nhiều quan hệ để mà từ đó họ có thể là ngồi một cái vị trí để mà có thể là kiếm được tiền đó. Thế tuy nhiên ấy, người bạn của tôi ấy, anh từ chối cái việc đấy và ra ngoài làm cái quán sửa điện thoại rất là đơn giản đó. Sau một quãng thời gian rất là bươn trải ở ngoài, cuối cùng là anh chốt lại rằng là làm một quán điện thoại rất là đơn giản. Và như các bác thấy đấy, một quán điện thoại cực kỳ gọi là nhỏ đấy, một cái tấm biển rất là bình thường thôi. Thế tuy nhiên rằng là anh ấy sẽ tránh được rất là nhiều thứ. Anh ấy tránh được cái việc rằng là anh ấy phải nhận cái tiền đó đấy. Nhận cái tiền đó thì các bác nữa rồi, cướp đêm là giật, cướp ngày là quan. Thế thì cái câu đấy là nó truyền đời thì rất là nhiều lần rồi. Thế thì bây giờ cái lựa chọn của anh đấy rằng anh ấy không muốn làm cái việc như thế, anh không muốn vào cái ngành như thế đấy. Nếu mà ngành như của anh đấy thì là chỉ tử tế được những cái thời vào năm 2000 đổ lại thôi, còn đổ về sau thì rõ ràng là họ có rất là nhiều lợi ích trong cái việc gọi là thu nhập thêm ở kiếm ngoài, có đúng không ạ? Thế thì anh ấy tạm dừng cái việc này đấy. Thế trong cái quãng đường mà hôm nay chúng tôi đi uống cà phê, chúng tôi nói chuyện ấy, thì chúng tôi mới thấy được rằng là anh bạn ấy còn bảo rằng là cảnh sát giao thông ở Hà Nội rất là khổ. Bởi vì tại anh nó là khổ, bởi vì là cảnh sát giao thông ở Hà Nội ấy, thì người ta đến cái giờ cao điểm hoặc là cái gì đấy, người ta vẫn phải đứng ra, người ta phân làn, người ta vẫn phải đứng ra để mà người ta giải tỏa ùn tắc. Thế nhưng ở các tỉnh ấy, thì cảnh sát giao thông chỉ hầu như làm một cái việc thôi, gọi là đi thu tiền, kiểu như thế. Thế cho nên anh bảo là sao các anh Hà Nội đấy không xin về tỉnh làm cho nó dễ đấy, kiểu vậy. Thế thì đấy là cái tư duy nó cũng rất là thoải mái. Và khi cái sự lựa chọn của mỗi con người ấy, nó là một cái sự lựa chọn tốt cho bản thân họ. Đấy. Ở trên cái YouTube của tôi ấy, cũng có một cái bác, và tôi nói rằng là bác ấy phản bác rất là nhiều và nhiều về chính phủ, chính quyền. Và bác đấy rằng là kêu rằng là bác ấy đang làm quân đội và bác ấy không thể chuyển được ra ngoài, bởi vì là lúc chuyển thì chưa hết tuổi, mà khi mà chuyển nói chung là lằng nhằng, cái khoản đấy tôi không rõ lắm, nhưng tóm lại là không thể chuyển được. Và gọi là bác ấy còn 8 năm nữa thì bác ấy cố chịu cái thể chế này, kiểu vậy. Tôi thì tôi nghĩ rằng là khi người ta đã cảm thấy trách nhiệm với cuộc đời của mình, thì người ta cảm thấy hạnh phúc với cả cuộc sống của mình, thì cái lựa chọn là của người ta, chứ không phải là lựa chọn của bất kỳ ai cả. Thì cái việc mà nghỉ hay không nghỉ để làm nhà nước thì rõ ràng, nó rất là rõ ràng. Ở trên diễn đàn Auto Fun thì các bác có thể tìm hiểu cái từ khóa rằng là nghỉ việc nhà nước một năm nhìn lại. Thì có một cái anh ấy review, nghĩa là anh ấy đánh giá và anh ấy kể lại, anh nhật ký được cái câu chuyện rằng là anh đã phải suy nghĩ thế nào để khi nghỉ có công việc gọi là rất là ổn định ở nhà nước để mà ra ngoài làm, mà sau một năm ra ngoài làm anh ấy nhìn lại, anh ấy viết lại như nào, và cái cảm giác hạnh phúc của anh ấy ra làm sao. Và anh ấy nói rằng là có thể rằng là
mình quyết định hơi muộn, đáng nhẽ là mình quyết định tốt hơn như thế. Thế thì là cái sự lựa chọn nó vẫn nằm ở trong tay những người Việt Nam. Đấy, các bạn như thế nào thì các bạn vẫn có sự lựa chọn như thế. Đó. Ở một công ty tôi biết là công ty Qualcomm chuyên bán máy Hàn ngày xưa cũng vậy. Một công ty rất là tử tế. Anh chủ tịch giám đốc với cả anh tổng giám đốc là cái hai anh em mà doanh số của công ty nó vài nghìn tỷ đồng. Vậy mà ở quê nhà của anh giám đốc đấy thì nó vẫn là cái nhà tranh vách nứa, vẫn là như ngày xưa. Anh tổng giám đốc thì vẫn ở trong một cái ngôi nhà, nghĩa không phải ở ngôi nhà mà ở trong công ty của mình, ở trong căn phòng rất bé của mình, và không có nhà cửa, không có ô tô, kiểu thế. Đi đâu thì anh ấy đi Grab, taxi, còn bình thường thì anh sử dụng ô tô của cơ quan, kiểu vậy. Còn ở của công ty chính của anh đấy luôn. Đấy, anh chủ tịch hội đồng quản trị, bảy mấy tuổi rồi nhưng mà sinh năm bảy mấy gì đấy. Thế nhưng mà anh ấy vẫn đi một con xe Altis bình thường. Năm 2005, có ai nghĩ rằng là doanh số của công ty đấy tận mấy nghìn tỷ đồng. Đấy. Và cái việc mà công ty đấy rất là tử tế trong cái việc mà thuế rồi đóng góp thì các bác có thể tìm hỏi chính nhân viên của công ty Qualcomm, là cái công ty mà sản xuất gọi là máy Hàn rồi là gọi là tư vấn thiết kế của cả cái nhà máy về làm về cơ khí ấy. Thì bác nào làm cơ khí thì chắc là nghe đến công ty Qualcomm là chắc chắn đã biết công ty đấy là như thế nào. Thì tôi có cơ hội làm việc với hai anh đấy và thấy rằng là cái sự lựa chọn nó vẫn là của họ. Nhưng mà cái sự tử tế của công ty đấy, cái giá trị thật, cái chữ thật ấy, công ty Qualcomm một chữ gọi là giá trị thật, một chữ thôi, thì anh ấy vẫn gọi là vẫn phải giữ từ cái lúc mà khởi nghiệp cho đến tận bây giờ là mười mấy năm, mặc dù trong khoảng tầm 6-7 năm đầu là công ty lúc nào cũng trong tình trạng gọi là sắp phá sản. Thế nhưng bây giờ thì cái giá trị thật của anh đấy nó trở thành một cái thương hiệu và người ta tin tưởng cả cái công ty đấy để mà làm việc. Thì rõ ràng là vẫn có rất nhiều cách để cái giá trị đạo đức nó tăng lên. Đấy. Một người em của tôi cũng thế, như một nhà sư rất cực kỳ hiểu biết, cực kỳ giỏi giang, cũng thành lập một công ty gọi là công ty Liochi thở ra oxy đấy, để mà đi đào tạo cho những cái ông tổng giám đốc khác, để mà thấy rằng là việc kinh doanh nó vẫn tử tế được, việc kinh doanh vẫn đạo đức được. Thực ra hai cái phạm trù đấy nó không liên quan gì đến nhau, và cái việc mà họ tự phải chữa lành cái vết thương của chính họ, những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái tham sân si của chính trong đầu họ, chứ không phải rằng là họ phản biện rằng là tại xã hội, tại thế nọ, tại thế kia. Thế thì rõ ràng là đấy là cái việc rất là tốt để chúng ta lan truyền được cái sự tử tế, lan truyền đi tất cả mọi thứ, chứ không hẳn là chúng ta đánh giá xã hội như thế này. Việc đánh giá có thể đúng, nhưng cái việc xử lý sau đấy mới là quan trọng. Việc chia sẻ, việc đánh giá rằng là cái cô bé gọi là vứt cái đứa con đấy xuống là hành vi cực kỳ xấu, cực kỳ vi phạm pháp luật, và cái việc xử lý là để cơ quan pháp luật. Thế tuy nhiên việc chia sẻ hình ảnh của cô gái đấy khi mà chưa có bất kỳ một cái gọi là tôi không biết là như nói thế nào, gọi là chứng cứ hay là một cái gọi là kết tội của bên phía tòa án, thì rõ ràng là cái việc lưu truyền này là không tốt trong một hình ảnh, hoặc là giả sử gọi là nhầm thì làm thế nào đấy, lan truyền nhầm bức ảnh đấy là làm thế nào. Thì rõ ràng là cái việc này là chúng ta nên lưu ý. Ngay cả tòa án ở Mỹ họ cũng không cho phép rằng là chụp ảnh hay là trong phiên xử chụp ảnh hay là cái gì đó, họ chỉ cho phép gọi là vẽ bức tranh lại thôi, toàn bộ cái việc đó khi xử án. Thì các bác mới thấy được rằng là cái tự do cá nhân được đề cao như thế nào, và cái việc lựa chọn là mỗi cá nhân mình, chứ không nên đổ cho xã hội, không nên đổ cho mọi thứ. Đấy là cái tôi cần. Mặc dù xã hội vẫn có thể chưa tốt, xã hội vẫn có thể là cần cải thiện, nhưng mỗi cá nhân cần cải thiện chính cái tư duy đạo đức của mình, như anh bạn tôi, như là công ty Liochi, như là công ty Qualcomm, và một cái anh giám đốc khác mà tôi cũng rất là ngưỡng mộ, nhưng mà tôi sẽ để ở câu chuyện khác để mà tôi kể cho các bác nghe. Thế thì rõ ràng là ở đây chúng ta toàn quyền lựa chọn cái cách sống của mình, thay vì chúng ta gọi là đi phản biện những cái khác, đúng không ạ? Và chúng tôi vẫn sống, anh bạn tôi vẫn sống vui vẻ bình thường, kiếm tiền có thể ít, chứ tuy nhiên rằng là ít hơn so với cả việc làm những anh bạn kia. Thế nhưng mà anh ấy được cái sự vui vẻ, được cái sự an tâm, được cái sự thoải mái trong tâm hồn, và cuộc sống anh ấy hạnh phúc. Anh ấy không có những cái băn khoăn, anh ấy không có những cái gì đấy để mà trong đầu của anh đấy là lúc nào cũng căng thẳng, không phải ủ mưu, không phải là đi quan hệ nọ kia, dạng như vậy. Cái cuộc sống hạnh phúc là mỗi người. Thì tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa cho các bác để thấy rằng là chúng ta nên thế nào đó để mà tự xem xét lại hành vi của chính mình và tự làm mình trở nên tốt hơn. Thì video clip tôi dừng lại đây, và tôi xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip tiếp theo vào ngày mai.